Ngày 9 tháng 6, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc cảnh báo dựa trên kết quả của một cuộc bỏ phiếu gần đây, các bác sĩ và giáo sư y khoa của nước này có thể tổ chức một cuộc đình công vào ngày 20 tháng 6 tới để tiếp tục phản đối quyết định của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y. Hơn 70.000 người, tương đương 54,8% thành viên KMA, tức Hiệp hội Bác sĩ lớn nhất Hàn Quốc, với hơn 129.000 thành viên, đã tham gia cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 4 tháng 6. KMA cho biết kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ được thông báo trong một cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 6. KMA cũng lưu ý rằng cuộc họp ngày 9 tháng 6 sẽ đánh dấu hành động tập thể lớn nhất trong lịch sử, khi các giáo sư, bác sĩ và các học viên sẽ nhất trí hành động với cùng mục đích. Trước đó, các bác sĩ tại 4 bệnh viện lớn liên kết với Trường Đại học Quốc gia Seoul quyết định tổ chức đình công từ ngày 17 tháng 6. Theo KMA, có khả năng nhiều bác sĩ sẽ tiếp tục nghỉ việc sau khi chính phủ hoàn tất kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường y lên khoảng 1.500 sinh viên, đánh dấu lần tăng chỉ tiêu đầu tiên trong 27 năm qua.